Rất là nhiều bạn hỏi mình về vấn đề thay pin hiển thị. Thì hôm nay có một cây máy của nhân viên mình 75%. Thì em muốn demo cho mọi người xem ha. Làm thí nghiệm thì mình sẽ thay con máy này cho em nha. Từ iPhone XS trở lên á, thì muốn thay pin hiển thị là phải lấy cái đầu này ra, lấy nguyên cái mặt này này, rồi mình hàn qua bên cái này. Hàn cái cắt này thì thường là hiện trước là mình thấy xài nó không được bền cho lắm. Nhưng mà đợt này thì em gái là thích thay hiển thị thì mình tiện mượn cái máy của em nhân viên thì mình thay luôn. Đấy là từ cái cục pin zin sẽ chúng ta sẽ được cái này. Ok, bây giờ mình sẽ đặt vô cái cục pin mới. Và cái vấn đề nó nằm ở đây nè, vấn đề là khi nếu mà hàn không đủ kỹ thuật hoặc cái máy hàn nó lỏng á thì cái này nó với cái này nó sẽ không đủ tiếp xúc và nó gây ra hiện tượng là đang xài sạc nguồn hoặc là chỉ có 1% hoặc là sạc không vô pin. Thì lỗi là lỗi do cái lúc mình hàn đó. Thì có hai cách hàn, một á là hàn bằng cái máy tích bằng những cái máy này, hai là thợ bây giờ người ta sẽ hàn bằng chì. Thì hàn bằng chì thì nó chắc hơn nhưng mà nó dễ gây nổ những cái con này. Đây mấy con này, mấy con chip trên cái mặt này, ví dụ nóng quá nó nổ thì sẽ lỗi luôn ha. Còn hàn tích này thì nó lại không gây ra cái hiện tượng đó nhưng mà nó lại gây ra nó không được chắc. Vấn đề là kỹ thuật người hàn nó được điểm mình nói rồi, bây giờ mình thực hiện nhé. Clip này là clip chia sẻ thôi cho các bạn biết chứ không phải là khuyến các bạn thay được cách này. Cách nào thì tùy vào cái nhu cầu và cái mong muốn thôi, còn lại để bạn bảo hành. Kiểm tra lại cái mối hàn nè, nó không bung lên nè, đã dính rồi nè. Sau khi hàn vô thì mình sẽ phứt lại cái phần trăm pin của cái này bằng cái thiết bị này. Đây, hiện tại nó đang báo cái pin này là 76%, các bạn thấy không? Đây là 76 là pin gốc nè, sạc 1400 lần. Thì bây giờ mình sẽ hủy diệt pin này. Pin đã được lên 100% và không lần sạc. Giờ mình điều chỉnh số lần sạc xuống. Số lần sạc đang cái này là mình đang lia cái số lần sạc. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn thấy được nè, pin là 113%. Số lần sạc là không nè, circle nè. Hay xong mình phải kiểm tra dòng sạc nè. Nó là cộng số 1 nè, 1.2, 1.3 là thấy là ổn định rồi, nhưng mà phải coi lại xíu. Rồi. Coi luôn trong phần giới thiệu. Cái gì vậy bà nội? Sao pin vẫn 75? Hồi nãy thay xong thì em gái mình kiểm tra vẫn không được lên được 100%. Bây giờ phải có một thủ thuật nhẹ của nó nhé. Đây, giây phút mong chờ đã tới. Cú này mà nó không lên được thì...